Thôi đi bạn. Dạ chào mọi người. Mời bạn nữ. Rồi em. Rồi mời em gái ngồi. Mình giới thiệu về mình một chút đi em. Dạ con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Bạn nữ bên kia con tên đầy đủ là Nguyễn Phan Quang Duy. Con năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Sinh ra là lớn lên ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn. Dạ. Nghề nghiệp làm gì? Con làm nhân viên bán hàng cho Coca-Cola. Bên chào. Kia mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chị là anh Huyền Linh. Em tên là Trần Thị Kiều, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em cũng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu nha con nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì? Không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, lãng mạn nữa. Không lãng mạn hả? Lãng mạn, con có lãng mạn chứ. Có lãng mạn chứ. Không rượu bia, không hút thuốc, không lãng mạn nữa là mệt nha. Lãng mạn là ví dụ làm gì lãng mạn? Giờ tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Dạ. Sao cho nó lãng mạn? Thì giờ mình tạo bất ngờ thôi, giống như là mình bữa đó mình giả bộ mình quên luôn. Rồi sao? Chỉ như cuối giờ á thì mình mới bất ngờ mình tặng quà cho bạn chứ. Thì cũng đâu lãng mạn. Lãng mạn là giống như quên luôn đi ha. Xong cái để cái bánh kem đâu ở cái trước cửa gì đó. Cái nói em hình như có ai gửi quà cho em rồi kia. Bạn ra bạn dở cái hộp ra phun mưa xuống, xịt nước phun mưa xuống. Bánh kem rần già ra ôm nhau ngày bánh kem, tặng bánh kem, ăn bánh kem trong cái giòi nước đó. Anh thấy vậy lãng mạn hả anh? Lãng mạn không cơ? Lãng mạn lãng xèo. Chắc có lãng nhát quá. Điểm yếu điểm mạnh của em là gì? Em sống khá đơn giản. Nói chung ngoan, em không thích đi đâu chơi hết, em chỉ thích rảnh là em đi ngủ thôi. Buồn cũng ngủ, vui cũng ngủ, hạnh phúc cũng ngủ, đau khổ cũng ngủ, em cảm thấy ngủ là hạnh phúc nhất. Hay cái này hay rồi nha. Đỡ tốn kém ha. Ảnh nhỏ hơn em 2 tuổi có gì lạ không? Dạ không đâu chị, em tự thấy là em trẻ. Thật ra trong văn phòng em luôn nói là em mới 19 tuổi thôi. Quan trọng là yêu thôi, đừng nói tuổi. Mấy mối tình rồi? Dạ, từ hồi nhỏ thì lớn lên là từ trường về nhà. Sau đó từ nhà đến trường. Đi làm thì từ chỗ làm về nhà. Xong từ rồi, nhà về chỗ luôn. Làm bạn bè thì toàn là nữ, đâu có nam đâu mà gặp. Nên em không có mối tình nào hết à. Đó là lý do đó hả? Thích đàn ông không? Không, em nghĩ là em quá cao quý, không thể dễ dàng thuộc về ai hết nên tới giờ đó. Em quá cao quý luôn hả? Em như con cá cảnh vậy đó, em bỏ vô hồ em chân luôn nha. Lộng kiến à. Mẹ em đập bể cá đó em ra đây á chị. Có vấn đề gì không em? Không chị, em chắc chắn là bình thường không? Có, em vẫn thích trai ai? Mà thích trai nào? Kim Jae-jun. Gu Jin-myeon. Gu Jin-myeon. Dạ. Có thích gái không? Đẹp thì thích chị. Gái đẹp thích luôn. Chỉ là thì thấy người ta đẹp thì mình cảm thấy hâm mộ. Vì sao nhắc tới gái đẹp mà mắc cỡ vậy? Em rụt rè chị. Hồi đó giờ có yêu đơn phương ai chưa? Có chị, lớp 7 là yêu đơn phương rồi. Trời, có tỏ tình với người ta không? Không, mà lúc đó em cắt tóc như tomboy vậy, tụi nó coi em như anh em vậy. Cũng khổ. Tụi nghi giới tính cô quá. Mày thích con trai không? Thích. Có hôn ai lần nào chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi. Người ta nói là người ta đâu có yêu ai đâu. Nắm tay chưa? Có. Có một bạn lén lút nắm tay em rồi. Bạn có tỏ tình với em, xong bạn đã nắm tay em. Sao không chịu bạn đó luôn đi? Lúc đó em còn khờ dại quá chị. Nắm tay cũng mới bụng dại, nắm có một lần một đó thôi phải không? Trời ơi, thiệt thòi cả cuộc đời mình, luôn. Mình bỏ lỡ thanh xuân cũng hơi nhiều. Thanh xuân của em để ngủ không làm sao em yêu được. Bây giờ phải thức dậy, bắt đầu từ ngày hôm nay là thức dậy và yêu. Ok. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Một lát hôn liền lia lịa cho đây cho tôi. Thôi, em tính là cắt không có hôn gì hết á. Ngại lắm. Gì vậy? Ở đây chương trình bắt buộc hẹn hò là phải hôn. Có coi chương trình mẫu hẹn hò chưa? Có, nhưng mà thấy nó hơi kỳ. Thấy kỳ lên đăng ký chương trình chi? Chương trình để giải ế, lên đây hết ế là phải hôn. Đồng ý không? Để em suy nghĩ cái đã. Không có suy nghĩ gì hết á, còn suy nghĩ nữa là ế nữa là ngủ tiếp. Ok. Rồi bạn trai. Dạ. Bên kia không có mối tình nào chứ, còn có mấy mối tình rồi? Chính thức thì có 2 mối tình, một mối tình đơn phương thôi. Dạ. Còn mối tình kia? Con quen cái bạn đó lớn hơn con 2 tuổi. Cũng 2 tuổi luôn. Lớn hơn con 2 tuổi. Thì nói chung là gia đình bạn đó ngăn cấm không cho quen. Lý do? Con nghĩ là con lúc đó con chưa có sự nghiệp gì. Con chưa có vững chắc thì người ta thấy không xứng đáng với lại bên gia đình bên đó. Đúng rồi, đôi khi ta có con gái ta cũng lo. Rất là đúng đó. Giờ con có sự nghiệp chưa? Dạ con nghĩ là con cũng vững rồi. Con nghĩ vậy là được. Dạ. Rồi. Chứ cái người mà nghe nói có sự nghiệp không, nó chưa biết có sự nghiệp hay không là lo lắm luôn á. Dạ. Có mẫu người lý tưởng, thần tượng gì không em trai?
cái ngoại hình của diễn viên Thanh Trúc á. Thích chị đó, nhìn hiền hậu, mặt phúc hậu là được rồi, tròn tròn chút. Nhìn Thanh Trúc vậy đó hả? Dạ. Bên kia tre trúc được không? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích con gái mà nói tục bữa 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 với nhau thì ok. Nhưng mà đừng có nói chuyện mà tục, đó đúng rồi. Bạn gái, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Tại từ nhỏ thì em được gia đình bao bọc cũng hơi kỹ, nên tính em thì hơi dựa dẫm. Nên em cần một người đàn ông có thể bảo vệ được cho em. Vậy là đủ rồi ạ. Chín chắn là sao, trưởng thành là sao, cụ thể là sao? Nói chung là em cần một người em có thể tin tưởng và giao cả cuộc đời em cho bạn ấy được. Giờ cũng khó lắm em. Ít nhất là phải canh cho em ngủ được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân? Dạ sao cũng được ạ. Sao cũng được. Chứ hồi em đăng ký chương trình này em quyết định em tính trong người như thế nào? Ai đăng ký chương trình cho em? Mẹ. Mẹ, đây là mẹ tính chứ em không có tính. Đấy, nãy em nói mẹ đập hồ cá đó. À, đập hồ cá bỏ lên đây luôn, bắt đăng ký tham gia. Đúng rồi, giờ hả, vụ mấy mợ kêu em là không thành công là giết, là giết. Trời ơi, cái mỏ này hung đã lắm nè, một lát bị hung là tôi biết luôn. Chào em. Dạ, em chào chị. Tai cũng lạ quá ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ai đăng ký em tham gia chương trình? Dạ, hiện tại em cũng chưa biết ai đăng ký em tham gia chương trình nữa. Ủa là sao? Tại bữa đó em đi họp ở công ty, rồi tự nhiên cái nghe cuộc gọi từ chương trình gọi tới báo em lịch phỏng vấn, thì em cứ lên em phỏng vấn thôi, em cũng không biết ai đăng ký cho em nữa, thì cũng đang nghi ngờ tùm lum tùm la hết á. Chắc là dạ. Thấy em ế và không có khả năng có bạn gái cho nên mới đăng ký chương trình cho em đúng không? Dạ đúng rồi, nó tốt lắm. Tốt tốt mà, thì muốn cho em thoát ế là tốt rồi. Em ghi nhận. Dạ. Có một cái điều gì mà em đặc biệt em không thích ở đối phương nữa không? Hờ hợt quá, kiểu như một người con gái tinh tế chút. Cô rất là tinh tế nhưng khi cô thức. Dạ. Nhưng mà cả cuộc đời cô chỉ để ngủ thôi. Rồi để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Chú coi coi có tướng phù thê em chú. Phù thê hả? Chú coi coi nha, có phù thê không? Ô chào anh gái. Có phù á, còn thê chưa biết. Dễ thương lắm ha. Dạ con cảm ơn chú. Đang bàn chuyện qua chú thôi chưa. Rồi bây giờ thế này, mình có chịu được một người đàn ông mà quá cá tính, tức là quyết đoán quá không? Con thích mấy người quyết đoán. Nhưng quyết đoán quá, nó trở thành gia trưởng đó. Phải kiềm chế lại. Tại vì thời này mà gia trưởng quá sống sao nổi. Đúng rồi. Em ghét nhất điều gì ở người đàn ông? Tứ đổ tường, cà bạc banh bóng. Bên đây không có banh rồi, nhưng bóng không biết có không. Hợp á, hai nụ cười thấy rất là tươi nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai em gái? Mẹ, mợ, dì, dạ. Chị. Dạ, mẹ, vô mợ, cả nhà đi luôn chị. Là nguyên cả nhà này đập hồ cá nè phải không? Dạ. Dạ, con chào cô, chào gia đình nhà dạ. Gái à. Xin chào MC Cát Tường, dạ. MC Quyền Linh. Dạ, con chào cô. Dạ, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Kiều. À, cho cô hỏi nha. Dạ. Con làm ở đâu? Hiện tại con làm khu vực bên quận 6. Nhà con ở quận 6 luôn cô. Mẹ thì mẹ thấy cũng được nhưng mà tùy con quyết định. Dạ. Rồi mời ý kiến nhà trai. Dạ hôm nay em đi với mẹ em và em gái em. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Dạ. Em xin chào MC Việt Linh và MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Quang Duy. Dạ. Đây là em gái em của Quang Duy. Dạ. Đây cũng là em luôn. Dạ. Ủa em gì? Là em bà con. À em bà con. Dạ. Lại nãy nghe có một cô em gái thôi à. Dạ. Này là em bà con. Dạ. Rồi. Cô thấy sao đàn gái bên được không cô? Thì cô thấy con dễ thương. Con lớn hơn bạn Duy nhưng mà con trẻ. Nhưng mà con phải ra ngoài một tí, đừng có ngủ nhiều. Tại vì chưa có người yêu nên ngủ. Thử có người yêu coi. Bây giờ là phải thích nha. Đúng rồi. Các tường nói mà bây giờ phải thích nhiều. Dạ thức và yêu. Rồi gia đình cô thì rất là dễ. À, không có khó khăn đâu. Nếu mà con làm dâu của cô là con có phước lắm đó. Rất là dễ. Toàn là nấu cơm cho con dâu ăn không à. Dạ có hạnh phúc quá không? Năm con trai lẫn mà nấu cho năm con dâu ăn lẫn. Không, sáu con trai. Sáu con trai. Sáu con trai, một con gái Úc. Mà lấy vợ hết chưa cô? À, bốn anh lấy vợ rồi. Còn anh lớn hơn anh này. Dạ. Với anh này với cô này. Là vẫn ở chung nhà hết, cô nấu cơm hết không, luôn. Hai anh kia ở riêng, có anh thứ hai, thứ ba, thứ tư ở riêng. Dạ. Nấu cơm cho con hết. Hai cô dâu kia không nấu.
Không, con dâu ở chung cũng không có nấu nữa. Dạ. Trời ơi, con nghiệp cô. Tự nấu cho mấy con ăn. Tại mẹ thích, ba mẹ con thích gì á chú? À. Dạ. Thích nấu cho con ăn. Vậy là khỏe rồi ha. Vậy thấy dễ dâu thì rồi không đó. Có cực đâu. Rồi, dạ, cảm rồi, ơn cảm ơn cô. Chủ yếu là hai bạn. Bây giờ mở rau. Con đem qua tặng. Rồi, trò chuyện nha hai bạn. À, mình cũng muốn quà tặng bạn. Anh em tặng bạn cái gì? À, thì ban đầu định tặng mấy bông hoa, nhưng mà thấy hoa thì dễ tàn lắm, cho nên thôi tặng một chậu xương rồng nhỏ gì đi, có buồn ngủ quên tưới cây cũng không sao. Tính gọn ghê. Tặng bạn gái luôn đi. Em có nghe mùa thu mưa dâng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới hai trái tim vươn màu xanh mới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé, em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngất ngây. Hay quá, cảm ơn. Bài hát hay quá. Dạ cảm ơn. Bạn gái nói mà dạ cảm ơn. Anh cảm ơn em. Ồ, mà bạn tên gì nãy giờ mình chưa biết không? Trời đất ơi. À, mình là con gái của Nguyễn Du, tên là Thúy Kiều. À, Thúy Kiều, à. Ngại quá, thôi con về chỗ luôn chứ. Không, đừng có gì á. Đứng đó đi, mình phải làm quen ngay lúc này, đừng có bẽn lẽn. À, bạn nhìn thấy mình như thế nào? Ờ, dễ thương, chung là cũng bắt mắt. Hai đứa nó bẹn lẻn nhìn dễ thương dễ sợ luôn đó. Hai đứa mà cưới nhau nhìn cái hình lại này bảo đảm không cưng, thiệt là cưng nữa thôi á. Thôi được rồi, về chỗ đi. Dạ. Về cho thoải mái xíu nào. Tâm sự nè. Rồi. Hỏi đi. À sao? Bên này, nãy mình hỏi bạn rồi, bạn hỏi mình đi. Dạ hoài, trời ơi. Lần đầu tiên gặp bạn trai đó là em nhận xét bạn ấy như thế nào? Thấy cũng dễ thương, phong cách cũng hay đó. Thích không? Thích cái phong cách đó không? Cũng thích. Tóc dài vậy thích luôn hả? Quan em trọng. Có đem hình hồi em lúc tóc ngắn gì không? Dạ có. Cho chị coi ngắn dạ. Đẹp hơn hay dài đẹp hơn? Cho bạn gái coi đi. Để em tạo em chọn. Trời ơi đẹp trai hơn nè. Cắt tóc ngắn đi. Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc của bạn đó thích cái gì thôi. Không, không có cảm xúc gì. Đẹp trai nè quý vị. Tôi nói đẹp trai là đẹp trai nè. Mọi người nhìn nè. Đó. Tóc ngắn đẹp trai không? Tại sao lại để tóc dài? Chỉ là em thấy trong cuộc đời mình thì nên làm một cái gì đó để lưu lại thôi, một chút kỷ niệm về cuộc đời mình thôi. Và lưu chưa? Lưu chưa? Cũng lưu rồi. Lưu rồi hả? Cạo đi, cạo một cái cho nó láng hết. Nói tới vấn đề cạo thì chắc phải chia sẻ thêm một chút nữa. Nãy con có kể với chú là con có mối tình con đơn phương đó chú. Thì lúc đó con cũng tìm hiểu cái bạn đó. Thì tìm hiểu qua lại, cũng đi chơi vài lần rồi. Cái lúc đó con cũng để tóc dài vậy nè. Rồi bạn đó tự nhiên bẵng thời gian, bạn nó không nói chuyện với con nữa. Xong cái bạn đó kêu con đi cắt tóc. Cái con cũng cắt tóc luôn. Con tưởng là con cắt tóc xong rồi thì hai đứa sẽ tiến tới với nhau. Nhưng mà cắt tóc xong rồi bạn đó im lặng luôn. Rồi giờ là hai đứa là bạn bè luôn. Sao kỳ vậy? Con cắt tóc là phong thủy không tốt quá đúng không? Thì có thể là bạn đó nghĩ là chỉ là bạn bè thôi thì góp ý cho mình cắt tóc thôi, nhưng mà con thì tưởng đâu là cắt tóc là có bồ phải không? Dạ con thì có chắc con hơi vội cho nên vậy. Nhưng mà bữa nay cắt tóc có bồ nè. Bây giờ xõa tóc ra coi thử tôi. Thôi xấu lắm. Mở tóc ra tôi coi có tóc dài hơn tóc tôi không nè. Coi hai đứa nào đẹp gái hơn. Đó. Dạ. Ghê có chí không? Không hai ngày gọn lần. Tóc bên đây cũng dài hơn bên kia. Dài hơn bên đây còn gì nữa. Thì á, mới đầu tóc của con dài tới đây nè. Dạ.
Sau rồi cái... sao quên mất rồi, cái xong cắt thế vậy. Ủa mà nó nghe nè, mấy ngày tắm lần? Mỗi ngày đều tắm chị. Tại sao mỗi ngày tắm mà đầu thì hai ngày mới gọi lần? Tóc dài gọi đầu mệt. Vậy thì cắt tóc đi, khỏi mất công. Thôi em muốn để dài hơn nữa. Thật ra theo em tóc tai dài hay không thì nói chung là quan trọng là mình sống mình cảm thấy thích, mình thoải mái là được. Dạ đúng rồi. Rồi bỏ vụ tóc qua đi, vô chuyện tình yêu đi hai bạn. Rồi vô. Cưới về thì Kiều có ý định gì cho tương lai chưa? Anh nói rồi lúc nãy là sống khá là dựa dẫm vào gia đình á. Nên còn một người đàn ông mình có thể tin tưởng được. Em lấy về là em sắp xếp. Em muốn cô làm gì cô làm nấy. Khỏe rồi. Đúng rồi, thật kiểu như vậy á. Nhưng mà cô không làm là em hốt ổ luôn đó. Không, không làm thì em chắc em làm giùm được. Tại nhà em cũng nói chung là cũng nói phụ việc đi nhà. Đây nhiều người là có mới nói nha. Thật ra thì ngoan lắm. Kiểu giống như là đặt đâu ngồi đó đó. Dĩ nhiên là có chính kiến chứ. Cái gì quá đáng quá thì chị sẽ không nghe đâu ha. Sao lại xin mừng chị. Ai biểu không chịu mạnh dạn lên. Giờ xưng bằng anh đi em đi. Tôi kêu anh em nãy giờ không chịu để nhờ tên. Nãy giờ em xưng tên không à? Không có tên gì đây, tên là quên. Nhiều khi hồi cái lộn mày tao luôn á. Giờ anh em đi. Cũng như thí dụ kết hôn rồi thì chồng muốn làm gì á thì chị sẽ nghe. Rồi hai vợ chồng thỏa thuận với nhau. Kiểu ngoan ấy. Mọi người nói vậy chứ không biết nữa. Ông kia cười hoài vậy, nói chuyện đi. Kiểu có thích đi xem phim không ha? Kiểu thích xem kinh dị. Được. Sắp tới có cái bộ phim gì mà cái gì mà mấy cái đầu lâu gì mà dựa trên cái sự thật gì có thiệt ở một cái. Đúng rồi chị thích cái coi đó. Được á. Đang lát mình lấy vé đi coi luôn. Rồi bây giờ tỏ tình nè, ai tỏ tình với ai cũng được trơn. Một người 15 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói những gì mình đang suy nghĩ hiện tại để quyết định bấm nút nè. Mời bạn trai trước. Nếu mà Kiều lập gia đình á thì Kiều sẽ gọi cái người bạn đời của Kiều á là ông xã hay là anh yêu? Là con. Anh nghe nè. Qua ai nhỉ? Rồi anh nghe rồi, anh nghe rồi. Nói gì vậy? Hai người nói tiếng gì vậy? Lão cung là tiếng Hoa á chị. Là ông xã. Thật ra thì ấy thích gọi là gì thì sẽ gọi là cái đó, nghĩa là đừng chỉ em là được rồi. em muốn cảm cho cái người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc. Đâu gọi lại hai đứa gọi lại cái nữa. Là bố. Anh nghe nè bà xã. Thôi được rồi. Nãy giờ anh quan sát hai đứa đó, thật sự là hai đứa rất có duyên nha, phu thê lắm á. Theo anh á, theo chú á, bấm đi con, bấm đi, chú cầm mâm đi trước cho. Chứ đàn gái là dễ thương lắm rồi đó nha, đàn gái có duyên lắm con. Dạ. Con cũng đẹp trai nữa. Dạ cũng cảm ơn chú, không biết mà. Thôi được rồi, bây giờ giờ phút quan trọng đã đến. 1 2 3 Hết thời gian.